Mainboard Gigabyte Z590 Vision G. Bom mạch chủ sử dụng chipset Z590 của Intel thuộc phân khúc cận cao cấp của Gigabyte. Bom mạch chủ này sử dụng socket LGA1200, có thể chạy được trên CPU Core i thế hệ thứ 10 và 11 mới nhất. Bạn chắc chắn sẽ bị thu hút ngay từ ảnh nhìn đầu tiên. Với mainboard Gigabyte Z590 Vision G, sở hữu thiết kế phong cách tối giản mà dòng sản phẩm Gigabyte Vision đang theo đuổi với tông màu trắng đen đặc trưng. Đây là bom mạch chủ kích thước ATX, chuyên dụng dành cho người sáng tạo nội dung. Được trang bị LAN 2.5G, băng thông cao và độ trễ thấp, cung cấp khả năng kết nối mạng lên tới 2.5 Gigabit, tốc độ trễ nhanh hơn ít nhất 2 lần so với mạng 1 Gigabit nói chung. USB 3.2 Gen 2 Type-C kết nối dễ dàng, hoạt động truyền dữ liệu cực nhanh lên đến 20 Gigabit trên giây, trong khi kết nối với các thiết bị ngoại vi tuân thủ USB 3.2. Khe 12 PCIe Express Gen 4 hỗ trợ hầu hết các SSD hiện có trên thị trường, giúp tăng sức mạnh đồ họa của bạn. Bên cạnh đó, RGB Fusion cũng có thể dễ dàng điều chỉnh màu sắc theo phong cách cá nhân. Một điều đáng chú ý nữa trên bom mạch chủ đó chính là công nghệ Smart Fan 6. Nhiều điểm cảm biến nhiệt độ được đặt trên bom mạch chủ để theo dõi được nhiệt độ trong thời gian thực, điều chỉnh phù hợp với các khối lượng công việc khác nhau, giúp cho bom mạch chủ của bạn làm việc một cách trơn tru hơn. Sản phẩm đang được bán tại Hà Nội Computer với chế độ bảo hành 36 tháng.